Chào mừng các anh em trở lại với channel. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá chức năng của DJI Neo, một con drone đang rất hot ở thời điểm hiện tại. Và chúng ta sẽ test một chức năng rất là hay lần đầu tiên có trên sản phẩm của DJI, đó là nhận diện giọng nói. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau test chi tiết ha, để xem là nó có thật sự hữu dụng hay không. Các câu lệnh mình thấy nó cũng đa dạng lắm. Head fly follow, rất là tuyệt vời ha, nhận diện rất tốt luôn. Với chức năng follow này thì chúng ta có thể điều khiển nó xa, gần, cao, thấp. Head fly higher. Đây, lập tức anh thấy nó cao lên nè. Head fly lower. Head fly closer. Đó, mình ra lệnh cho nó đi gần hơn mình ha, thì nó lập tức nó nghe theo. Head fly farther. Đây, khoảng cách của mình với nó bây giờ nó xa hơn rồi nè. Và chẳng hạn mình đi đến đây, mình kêu nó dừng lại nè. Break. Đây, lập tức à, mình đi nhưng mà nó dừng lại nè. Chúng ta có thể ra lệnh cho nó dừng lại. Đó, chúng ta tiếp tục đi để tránh va chạm. Cũng rất là hữu dụng ha. Follow. Lập tức đi, đi đến mình liền. Head fly higher. Đây, rất tuyệt vời, nó tự động nâng độ cao lên nè. Head fly closer. Okay. Head fly lower. Okay. Đó, rất là tiện luôn anh em. Đó, chúng ta hoàn toàn có thể cầm như thế này và đi lại để quay phim và ra lệnh cho nó. Và ngoài ra chúng ta có thể gọi nó cất cánh, hạ cánh, dừng lại. Head fly stop. Đó, lập tức nó dừng lại anh em thấy không? Mặc dù mình đi nè, nhưng mà nó vẫn không bay theo ha. Head fly land. Đây anh em, lập tức là nó sẽ hạ cánh. Head fly take off. Đây anh em, lập tức cất cánh ha. Bây giờ mình sẽ có thể gọi cho nó bay những chế độ khác và chi tiết luôn. Chế độ chúng ta rất thường sử dụng nè. Bây giờ mình muốn nó cất cánh lên 6m, bay drone đi. Head fly 6 meter drone. Đây, rất tuyệt vời luôn em. Nó có thể tự động cất cánh 6m cho chúng ta. Và tương tự bây giờ mình muốn 4m rocket đi. Head fly 4 meter rocket. Tuyệt vời luôn. À, nếu chúng ta nói rocket không á, thì nó chỉ bay đúng cái chế độ thôi. Còn nếu chúng ta đọc thêm cái số mét ở trước á, thì nó sẽ bay theo đúng như cái lệnh yêu cầu chúng ta là lên đúng bao nhiêu mét. Head fly boomerang. Đó, và tương tự các chế độ boomerang, bay theo hình boomerang, vừa bay xoay tròn vừa tăng độ cao. Anh em thực hiện rất là chuẩn luôn. Và nó nghe theo lệnh của chúng ta hoàn toàn bằng giọng nói, rất là tiện lợi. Head fly helix. Đây anh em, và bây giờ là chế độ bay xoắn ốc, vừa bay xung quanh vừa tăng độ cao đều. Nó khác với chế độ boomerang là nó, boomerang thì sẽ bay lên cao, sau đó là hạ dần thấp xuống. Còn cái này là nó sẽ bay lên, tăng độ cao dần dần đều lên. Ok, tất cả rất là chuẩn anh em ha. Và chúng ta sẽ có một chế độ nữa, đó là spotlight. Thì nó sẽ tự động đứng một chỗ nhưng mà dõi mắt nhìn theo chúng ta. Head fly spotlight. Đây nè, bây giờ con drone nó sẽ không bay theo mà nó sẽ dõi theo. Mình đi đến đâu thì nó sẽ tự động nó liếc nhìn theo đến đó. Nó sẽ rất là hay, chúng ta thực hiện những cái video giới thiệu môi trường xung quanh đó, nó sẽ tự động nó dõi theo, rất là chuẩn luôn đó. Mình đi đâu thì nó sẽ tự động nó theo đó. Và nhờ vào thuật toán AI tracking, kể cả khi mình thoát ra khỏi khung hình nhanh, nó vẫn có thể bám theo rất là chuẩn. Chạy nhanh rồi. Nó vẫn có thể bám theo được rất chuẩn luôn ha. Khi mà bay xong rồi, chúng ta hoàn toàn có thể kêu nó đáp xuống. Head fly land.
Cảm ơn các anh em đã theo dõi clip. Nếu thấy clip có ích, các anh em đừng quên like để ủng hộ tinh thần, share bạn bè và có thể subscribe channel của mình để theo dõi những tin tức và kiến thức công nghệ tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.